Chào anh em, thì qua một ngày vất vả thì bạn cũng đã tới giai đoạn cuối cùng, giai đoạn phơi khô. Thì do cái bằng sơn dầu cho nên mình phải phơi khô và để cho nó cái độ khô nó nhanh hơn, còn mình làm ở nhà thì nặng hơn. Thì đó, thì đây là một quá trình mình vẽ từ A đến Z, từ làm nền rồi đến chữ. Mong sắp tới đây thì được mọi người ủng hộ hơn và cũng như là chia sẻ như là xin chào anh em. Thì bên trên đang hoàn thiện một cái bảng hiệu khá lớn, kích thước là 4m x 7.32. Thì bảng này sẽ được thi công tại quận 4, quận 4 đấy ha. Rồi nó ở vị trí là đường 12, số 12 đường 41, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em nếu ở gần thì có thể ghé và thưởng thức cũng như là xem cái sản phẩm bên mình lên để nó như thế nào, cũng như là thưởng thức cái thùng tàu bên đó như thế nào, từ gì vì sao mà họ đầu tư một cách lớn như vậy. Thì mình cũng tò mò, mình cũng thử xem là cái chất lượng thùng tàu tất cả thức ăn thức uống bên đó như thế nào, cũng như là xem bên phiên góp phần cái gì và có thể là biết đâu mình sẽ có duyên sắp tới, có duyên gặp nhau và cũng như là phục vụ những cái bảng hiệu cũng như là những cái đề có nhỏ trong cái bảng thực tế hoặc là các cái cửa hàng quán ăn mà xu hướng bên trên đang theo đuổi là phong cách retro, tức là phong cách xưa, nó hơi vintage cũng như là các phong cách từ ve chai cho đến là bàn phiền, nên là đều bên mình đều phục vụ hết. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.